phúc. Tranh thủ làm cái kiểu mua đéo mua USB mà mua mè cái cắm vào điện thoại bí rồi là bí. Nhưng mà xem điện thoại là không nghe được đấy thì bao nhiêu. Thoại chưa được bắn đạn chưa chưa cắm lần nào rồi. Hộp của mình của em có gọi điện có điều khiển nhưng em có dám dùng đâu, em toàn cắm điện thoại. Em thích cái kiểu vậy ấy. Anh em mình nó lại được đời nhau vậy. anh mua chủ yếu thì cho bọn trẻ con mình thảo với người nhà nghe đỡ chán đấy chứ cần thế thì còn gì mà của em lo vuông hộp vuông. Đây nó ra cái loại mới Cái nhìn này đẹp dùng lắm. đấy. Đây, cái này luôn. Anh em túng làm lên đây. Thôi đừng, thú phí lắm. Cái này Làm cái gì? giếng được bao nhiêu? Nhặt thì mấy giờ đồ đã xong rồi mà phải sợ vội lâu. Em mới không thể để rau muống. Rau muống thì khác, rau muống dài. Cái này bạc thế thì được bao nhiêu? Cái này mình ra đến mình non, rửa sạch ăn ở gốc luôn. Còn nước cơm Nhưng mà nó không phân tứ phân nữa không rửa nó không sạch được rửa rửa đâu thì em cho lên xem sâu loa nếu mà thích thì đây về luôn hay tối đây làm cho em. Cái gì thích cái gì cũng mua được em thì em mua rồi thì em lại bảo đấy chưa cái đợt vẫn ở nhà khi khi đi làm đâu nó là cái tay không còn gì nào thằng nó bán nó cắt tóc ngay đầu cầu nó bán cái xe gem bao tiền hơn 3 triệu đón đưa đi thử đi nào thì ngon gần ngày thằng đấy nó đang kiểu kiểu hôm tối trước là thua thua bạc không hết tiền bán hết thời gian bán 3 triệu nghĩa là giật đầu ấy nhưng mà có nghĩa là nó thay đồ là toàn đồ ngon nó không muốn bán nên nó thua là nó bán thì nó lấy tiền thì nó gỡ lại nhỉ chứ đấy về vay bán rồi lại mang lên to chưa? Mua chưa? Mua cái chưa đâu ở đâu mua về bụi bẩn lắm đi cầu thang đi còn chưa làm việc có hại chứ xuống rồi ai để tivi xuống 2 lần đấy đi nếu mà nói xuống đấy thì nhiều xuống việc nhà anh Minh thì còn muốn xuống nhiều hơn nhưng mà làm nhà có 2 lần thôi 2 3 lần nhiều xuống đấy thì nhiều thích nhưng mà nó xa quá uống rượu say say xong cái về cái ngại được cái là cái đồ ngoài thì ấy nhưng mà cái đồ nhà cái gà qué là thích nhóc con nào là chỉ ấy thế thì cả cá mua về cái này ăn nghe cũng ngon rồi nhà cửa rộng rãi nó đồ đạc sẵn còn mỗi ví dụ mà về ngày mà bảo bảo đòi ăn chim bồ câu nhá món này một cái bay không bay được thì đuổi à, nhà bác nuôi cả câu đấy nhau một câu mình nhiều chung nào thích, thích ăn thì bỏ mấy con nấu cháo nhỉ cả nhà ăn mình cũng ăn nhá thường nhiều hôm nó làm 2 con 3 4 mẹ con nó linh cháo
bán làm giáo ấy. Bán cho lấy tiền mua cái đồ đéo ngon thì nuôi làm giáo. Thật. Cái này nhặt nó đấy. Đó. Mình vừa thịt gà ăn nhau thịt được mình còn mẹ chết lại mày thịt ăn thịt cứ so được kiểu kiểu như thế ở nhà thịt của con ấy, thì ăn thì đéo hết có mỗi hai vợ chồng rồi nhá bọn chị con thì đéo ăn mấy rồi đấy, hôm vừa rồi mình bảo bác con gà này nhưng cuối cùng cái thằng cọc trèo lớn thì nó bảo thằng cọc trèo lớn nó bảo là u thịt giờ mẹ có hai thằng ăn nhau ăn hết lên con cá lên cái nhạc thì còn được gần đấy như thái của vạn như là vạn vạn người kia thì được rồi một chiếc đĩa 10 bát một 10 đĩa một là cứ đi cầm cứ thế này nhúng vào xuống nước cái lại đưa lên úp chiều không ăn cá nó vẫn được cái xương với cháu em hiểu của nó có hậu cần chứ thì có nghĩa là cái tách từ mỗi một tổ là làm một tuần thì phụ gọi là phụ bếp đấy ăn vụng lên hình không?
Cho thêm bác ngoài người một chút. Một lượt nữa. Cho bát cạnh thớt này thôi mỹ nữa đi. Cho bát cạnh thớt như rồi mỹ. Cái gì đó đánh đủ đủ thì để kêu như là lực gì nữa. Đủ tất là bát to kìa bát. Thế để xem ngoại có trai. Thôi. Nó một vũ trường lớn ấy. Nhìn loài như chiếc. Bánh nhìn toát mồ hôi hơn. Cái khu nhe răng này. Mai mùng đâu hết nhanh nhỉ, về trước chị em mình có một tí.